Trang và ông Việt xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với TV Shopping, chương trình truyền hình trên kênh VTC6 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, máy làm sữa hạt hay còn được gọi là máy xay nấu đa năng. Đây là thiết bị điện gia dụng dùng để xay, nấu sữa hạt, nấu súp, nấu bột gạo hay làm nước trái cây, làm sinh tố, nấu cháo, hầm canh, xay nước đá hoặc là xay khô cũng rất là tuyệt vời luôn. Và có thể thấy đây là một chiếc máy đa năng giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian và công sức. Dạ vâng, thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây thì chiếc máy làm sữa hạt vẫn là một sản phẩm mới mà nhiều người tiêu dùng vẫn chưa thực sự hiểu biết về nó. Và để giúp quý vị khán giả có thể lựa chọn được chiếc máy làm sữa hạt chất lượng và hiểu được những công năng mà nó mang lại, ngày hôm nay Thu Trang và Âu Việt xin được giới thiệu đến quý vị chiếc máy làm sữa hạt đa năng Hasuka HSK-756 đang có mặt trong chương trình của chúng ta. Ở quý vị thân mến, máy làm sữa hạt đa năng Hasuka HSK-756 có công suất lên tới 1.800W với dung tích lớn lên tới 1,75 lít. Cối xay của máy được làm bằng chất liệu thủy tinh, chịu lực, chịu nhiệt, lưỡi dao làm bằng inox 304, bền đẹp, sắc bén, chân đế chống rung, chống trượt an toàn khi sử dụng và tốt cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt thân cối được lắp đặt đắp chống ồn, đây là một cải tiến vượt bậc và cũng là điểm khác biệt của dòng máy thế hệ mới so với các sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra, với bảng điều khiển bằng cảm ứng hiển thị rõ thời gian và nhiệt độ cùng với các chế độ xay khác nhau sẽ giúp chị em phụ nữ tiết kiệm thời gian hơn khi làm các món ăn cầu kỳ như là nấu súp, nấu cháo, làm gạch cua hay các món sinh tố và nước trái cây giàu vitamin khác. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng với Âu Việt và Thu Trang, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến chiếc máy này để có thể cảm nhận rõ hơn về các chức năng của chiếc máy. Và thưa quý vị, để bắt đầu sử dụng máy làm sữa hạt Hasuka HSK-756 thì chúng ta chỉ cần lắp bộ cốc lên thân máy, lắp chặt nắp cốc và cốc theo chiều kim đồng hồ, cắm điện, sau đó thì bấm nút khởi động. Màn hình sẽ bắt đầu sáng lên và hiển thị ở bảng điều khiển. Lúc này thì máy đang ở trạng thái chờ sẵn sàng làm việc rồi. Và việc tiếp theo chính là chọn các chức năng phù hợp với nhu cầu của chúng ta cũng như là chờ đợi kết quả. Với chức năng xay sinh tố, bạn hãy cho các nguyên vật liệu vào trong cối và nhấn phím Juice. Trên bảng điều khiển, máy được cài đặt thời gian xay nhỏ trong 10 giây, sau đó được cài đặt mặc định xay trong 2 phút 30 giây. Với chức năng xay khô thì các bạn chỉ cần ấn phím Stir, máy được cài đặt thời gian xay nhỏ trong vòng 10 giây, sau đó sẽ được cài đặt mặc định xay trong 1 phút 30 giây. Và trong quá trình xay khô và xay sinh tố thì quý vị và các bạn có thể cài đặt thời gian xay bằng cách là nhấn phím Time để điều chỉnh tùy theo nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó thì với hai chức năng này, nếu muốn điều chỉnh tốc độ xay thì quý vị và các bạn hãy nhấn phím Speed. Mỗi lần nhấn phím thì tương đương với tăng tốc độ một tốc độ xay, và tốc độ xay thấp nhất của máy là 1 cũng như là cao nhất là 15. Với chức năng làm sữa hạt, khi bạn cho tất cả các sản phẩm vào trong cối và nhấn nút soi milk, máy sẽ đun nóng trước, sau đó bắt đầu xay rồi lại tiếp tục đun. Đây chính là công nghệ chuyển đổi tần số, máy sẽ tiếp tục lặp lại chu kỳ cho đến khi kết thúc, màn hình hiển thị End. Ngoài ra thì khi bạn muốn nấu cháo dinh dưỡng cho người già hay là trẻ nhỏ với chiếc máy làm sữa hạt Hasuka HSK-756 này thì cũng vô cùng đơn giản. Chỉ với một thao tác là nhấn nút Porridge, chúng ta đã có thể có cháo dinh dưỡng được xay nhuyễn vô cùng thơm ngon, đảm bảo vệ sinh và các chất cần thiết. Còn đối với chức năng nấu súp, chức năng giữ ấm và chức năng nấu, chúng ta cũng chỉ làm thao tác tương tự là cho các nguyên liệu vào cối, sau đó nhấn nút súp. Trên bảng điều khiển đối với chức năng nấu súp, Warm đối với chức năng giữ ấm và Cooking đối với chức năng nấu. Chức năng nấu được thiết lập không xay nên bạn có thể dùng để nấu ngô, này, bí đỏ, khoai lang hay là các thực phẩm khác. Chức năng giữ ấm của máy được dùng để làm nóng thực phẩm tới 80 độ C. Chức năng này không sử dụng cho các món ăn không xay. Bên cạnh đó thì Thu Trang còn mong muốn là giới thiệu đến quý vị một chức năng nữa, đó là chức năng hẹn giờ đặt trước của chiếc máy làm sữa hạt Hasuka HSK-756 này. Với chức năng này thì sử dụng chung cho các món ăn có đun nóng như là nấu súp, làm sữa hạt, nấu cháo, giữ ấm. Ví dụ như là với món cháo này thì sau khi chúng ta nhấn nút Porridge thì chúng ta có thể tiếp tục nhấn nút Preset Timer. Lúc này máy sẽ nhấp nháy 5 giây, sau khi kết thúc thì chức năng hẹn giờ đã hoàn thành rồi. Một điểm đặc biệt của chiếc máy này đó chính là chức năng tự động làm sạch. Sau khi máy hoàn thành chương trình xay nấu, cặn thức ăn vẫn còn bám trên bề mặt cối, thì chúng ta chỉ cần cho vào cối 800ml nước, bật máy và nhấn phím Stir. Dù các cặn thức ăn bám chắc đến mấy thì cũng sẽ bị loại bỏ. Lúc này, chúng ta chỉ việc lấy cối ra và rửa sạch. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn hãy sở hữu ngay cho mình một chiếc máy làm sữa hạt Hasuka HSK-756 bằng cách truy cập vào địa chỉ website hasuka.com.vn hoặc liên hệ đến hotline 024-3540-1821, 024-3540-1822.
Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin xoay quanh chiếc máy làm sữa hạt Hasuka HSK756. Ngoài ra còn có rất nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn khác sẽ có trong chương trình TV Shopping sắp tới đây. Đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của TV Shopping lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh VTC6 các bạn nhé.